luôn hả? Quán này quán nhà bên hay nhà này? Đi đi, đứng đi. Anh ở trong nhà anh. Em tên gì em? Tánh. Tánh à? Tánh, Tánh. Tánh này, Tánh. Tánh ơi. Tánh ơi. Có số xe luôn rồi, đầy đủ rồi. Cho đỡ mất công nhé, không phải mất công á. Nhá. Rồi rồi, ok, ok. Rồi 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 rồi. Uống cà phê đi, uống cà phê, chờ xíu đi. Uống gì anh? Cho Vũ kể mà ngon, để có gì? Có trà đào không? Dạ không có trà đào. Cái trà gì? Trà đá. Gì anh? Thôi, với gì nước gì, nước gì nữa? Cà phê sữa anh. À, cà phê đá. Anh người đó vô thông. Thôi bình tĩnh nha. Ừ, đây là đúng rồi, người ta nói thế là ok rồi nha. Dạ. Ừ. Sắc mà này sắc. Được thôi, cứ bình tĩnh, người ta giả mà, người ta lỡ rồi thôi, lỡ rồi tha cho người ta, dạ. Nhá. Mình không nên làm khó người ta gì, hiểu không? Còn cái việc cái, bây giờ quan trọng người ta trả là tốt rồi, dạ. Nhá. Nhưng lần sau, nhưng lần sau cảnh giác nha. Dạ, em đồ đạc này tùm lum và còn mình có tài sản mình phải giữ, mình thế này là mình tạo cơ hội cho người khác, nhá. Đó, nhiều khi mình tạo cơ hội nhá. Thế anh em sáng em báo các anh em mà tốc tốc bỏ hết công việc luôn. Cảm ơn đấy. Anh em thấy không, hàng chục anh em đi, thấy chưa? Dồn là dồn quân lực lượng, thấy không? Xe này đang nóng, em sờ lắp rồi đang nóng. Biết mà. Đang nóng, biết mới chạy xong, mới ngừng. Nói rồi biết rồi, nó biết thôi mà. Vòng qua tới Đồng Xoài xong rồi vòng ngược xuống dưới đây. Tại đi chuyển hướng á. Ừ. Vậy là em mất từ xưa này mất mấy cái rồi? Em mới một cái nữa. Cái này đầu tiên ha. Cái này em mua nhiêu tiền? Cái này em mua 26 triệu. 26 triệu. iPhone 17. 13 rồi mất. Em mua lâu chưa? Em mua được 1 năm. 1 năm này, hẳn mới ha. Đây đây, hỏi nè. Chưa. Máy điện thoại này em mắc là hiểu gì? Dạ 13 rồi mắc anh. Là mắc bằng cách nào em nói nghe. Em sáng đó thì em đang ngồi bán cơm cho mẹ, xong rồi anh mới kêu là anh nó kêu một dĩa cơm, xong rồi thêm trứng đồ này kia. Xong rồi là em tính tiền 35.000, anh mới ngồi một hồi mẹ em mới kêu là dọn dĩa xuống đi, xong rồi em mới nói là thôi anh còn ngồi dọn cái gì, xong rồi anh mới kêu là làm cho anh một hộp cơm 20 cho con gấp. Cái em mới đứng lên thì em vội đứng lên em để cái điện thoại xuống, tại vì bình thường bán đó là hàng xóm mà nên là chả bao giờ mất hết đó. Nên là tự nhiên em quay lại thì mất, còn khách thì vẫn ngồi đó chỉ không đó rồi đi thôi. Bây giờ là mặt em vẫn nhận được đúng không? Dạ, em chắc chắn là người đó. Rồi, thì các anh em đây thì nói chung là em báo như thế này là anh Hải và tất cả các anh em nhé. Dạ. Cố gắng lực lượng. Cảm ơn. Em thấy không? Hàng chục anh em đi theo, bám theo, dí theo, chạy bởi vì sợ nó mất dấu. Không, thì cố gắng lấy lại tài sản cho em thôi nha. Anh em này giúp là giúp miễn phí nha. Dạ, còn uống nước đây thì anh em uống thì ai uống thì uống. Cái này là anh em không có nha. Chứ không có đòi hỏi xin xỏ gì tụi em cả nha. Bởi vì từ xưa như là các anh làm cái công việc này là giúp đời, giúp người nha. Em thấy tự đổ xăng, tự chạy, tự giúp. Nói cái này anh chưa biết là cái thông tin anh xác minh cái này đúng là anh em chạy đi liền. Bởi vì tránh tình trạng sợ không có kịp. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Tại vì cuộc gọi thôi mà quá trời mấy anh em giúp. Đó, tụi anh mua để dí theo liền. Bởi vì anh nghe những cái câu chuyện này là nó bức xúc lắm nha. Nhưng mà thôi, đây là cũng là một cái bài học nha. Đây là tài sản của mình thì mình giữ, mình để không để sơ hở. Sơ hở tạo cơ hội cho người khác. Nhiều khi người ta không phải con người gian, nhưng người ta vô tình, người ta thấy người ta tiếc, người ta thèm nha. Đúng không? Hình dung không? Em quê ở đâu? Em quê gốc dạ, em ở Bạc Liêu. Bạc Liêu xa vậy? Nhưng mà cả nhà đây. Đúng chưa? Đúng máy chưa? Rồi cảm ơn Sắc nha. Rồi có gì đâu anh em mình không ạ? Thôi có gì em có không biết bảo em. Rồi thôi. Ok. Rồi rồi. Mà đúng anh em không có gì chấm trước rồi bỏ qua nó chắc rồi không có. Rồi biết mà. Bỏ quên trên xe hay sao cưng? Dạ không, con để ngoài bàn xong anh mới kêu là làm cho anh hộp cơm 20 cho con gấp. Con mới gấp con bỏ lên bàn. Xong rồi con quay lại thì mất tiêu thì thấy khách vẫn ngồi đó. Chỉ có mỗi mình anh rời đi thôi. Đời. Thôi được rồi, thôi được rồi, thôi được rồi. Ê, thay mặt kêu nó đem chú xin lỗi con nha. Rồi coi như xui nhưng mà cũng là hên. Rồi thôi vậy có gì thông cảm bỏ qua nha con. Rồi rồi, anh ấy nói vậy thôi, bỏ nha. Rồi. Dạ dạ. Không gì đâu, anh em mình không có làm thôi vậy đâu. Em cà phê ra bỏ vô ly về đi. Dạ. Lấy cà phê rồi bỏ vô ly đi mang về đi. Bỏ vô ly đem về. Anh em ôi hay bên gạch bông rồi còn hoạt động không hả? Hoạt động không cho thuê hết rồi, cho thuê hết luôn hả? Ừ, chống khỏe chứ buôn bán cực quá rồi, tiền đi rồi nợ mực cực quá, giờ rồi
cho thầy bánh ABC với Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên, đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Còn mười mấy người còn đang ngồi mày. Nó vô cái công phì. Quay tay vô gặp ông có hết hầu, cứ nói thôi. Cái con kia đó họ ở hoài đi. À. Quen không thiếu. Nhà em nè, ruộng nhà tôi bên đây qua hái nấm rau về kho cá ăn cơm. Sao trùng chứ tôi ở bên nhà cũng không biết rồi. Mấy ông thơ ông đẹp ông đi. Không có ông là mấy công chuyện nó lớn sầm nữa. Nhiều cái lớn chuyện. Cô kia kêu ông quen lại mấy công thiếu không? Nhưng mà thôi ông quen quá. Rồi sao cho anh em điện xuống với anh Hải hả? Điện cái anh em dí theo, gửi theo cục, bởi vì có vị trí mà. Cái định vị. iPhone này đi đâu là báo nó hả? Rồi hiểu rồi. Thôi vậy là cũng được rồi. Thôi, được rồi ha. Thôi, anh ra ngoài lấy cà phê lẹ đi. Chứ ở đây cà phê. Cái khách hàng trăm khách ở quán cà phê Quỳnh Ngọc. Thì nói chung nghe mấy chị bị báo bị mất điện thoại. Đang bám theo chiếc xe ô tô 4 chỗ ngồi. Thì anh em bỏ cái khách, anh em nghe mấy chị nè. Cái mơ giờ đi ra đây. Đây cái khách mà về hết rồi. Chờ cậu quá về hết rồi. Nên cậu đừng nghe mà ai mà mất điện thoại mất gì mà xem có anh chị là tôi là phải làm liền. Làm liền nên anh em tôi phải giúp dân gì ra phục vụ ai điện thoại là phải làm liền. Đó, phải chỉ đủ qua nhiều cái đường mới bắt được lấy được cái điện thoại. Bây giờ thôi, bây giờ em cho anh hỏi là em họ tên gì? Dạ, em tên là Bình Liêu. Em sống ở Bình Liêu. Tôi Bình Liêu hả? Tên Bình Phước, tên là Bình Phước, dễ dàng mình được nghe. Em làm ở với gia đình em. Rồi điện thoại đấy sao bị mất à? Tính em cũng sơ hở nên là em bán phụ mẹ em thì khách mới lại bảo là làm cho mình một cơn gốc nên là em xoay qua em bỏ xuống thì vừa làm xong làm thêm một hộp cho khách nữa thì quay lại mất điện thoại. Xoay lại thì thấy khách vẫn ngồi đó nhưng mà chỉ có một anh này đi thôi nên là em mới gọi cho anh em để mà chạy thêm. Rồi em cho anh hỏi em tên gì? Tên là Dạ Linh. Em còn trẻ chắc chưa có chồng ha? Có bồ chưa? Dạ có rồi. Tưởng chưa có bồ, ở đây mấy anh em hiệp sĩ gần như chưa có vợ. Dạ. Ý là không ai có bồ nữa nè. Ai lo bị mất cướp rồi, đâu có ai thương. Không ai dám luôn. Thật dễ chết, tại vì chỉ đủ như thế này chết. Không ai dám. Bây giờ nói chuyện con người thấy con lành lặng chứ chút rồi đi ra ngoài nó chết. Đúng rồi. Nói chung là không ai dám quen. Thôi bây giờ này mình đi vào vấn đề chính ha. Hôm nay thì em, mình đang sinh sống tại đâu vậy em? Em đang ở Trân Thành. Xa dữ vậy. Ồ, từ đây Trân Thành xa lắm ha. Rồi cho anh hỏi này, em đang sinh sống bằng nghề gì vậy? Em đang làm một makeup artist. Mình có làm cho nam hay làm nữ thôi? Em cũng có makeup cho chú rể. Vậy anh làm được không? Dạ được. Được, bữa nào làm miễn phí ha. Dạ. Được không? Chứ tụi anh không có tiền. Dạ. Nha. Rồi ok em, bây giờ này, hôm nay là em đang làm công việc chính là đang làm công việc gì mà tại sao mất điện thoại? Công việc chính của em là làm makeup. Hôm nay em nghỉ ở nhà, em cùng mẹ em bán cơm buổi sáng. Thế em để điện thoại đâu? Em để điện thoại trên bàn. Điện thoại gì vậy em? Dạ, iPhone 13 vừa luôn á. Rồi máy này em mua lâu chưa? Máy này em mua hồi một năm trước, hồi tháng 3, cho nên là một năm. Sao iPhone này nó vẫn thích đúng không? Dạ. Mình của em có mấy trẻ rõ nét hơn. Trong máy của em là có cái gì bí mật không? Trong máy của em thì có liên kết tài khoản ngân hàng. Khách hàng rồi sẽ nhắn tin trực tiếp qua em số điện thoại và Facebook. Rồi, chứ còn trong máy của em rất nhiều dữ liệu quan trọng ha. Dạ. Thế lúc bây giờ là em phát hiện bị mất điện thoại, lúc mà em hoang mang có sợ không? Dạ, có, tại vì tính ra em lên đây làm nghiệp cũng khó khăn. Lấy cái điện thoại cũng khó nên là em mất thì em cũng lo lắm, tại vì không biết bao giờ mình mua lại được nữa. Rồi điện thoại này lúc trước là mua mấy chục triệu? Lúc trước là em mua 26 triệu. Mình mua trả góp hay tiền liền em? Dạ em mua tiền mặt, tại lúc đó em lãnh lương mấy tháng em
Ấy, lãnh lương mấy tháng luôn hả? Dạ, em mua qua tay của vậy là cũng giỏi rồi ha. Rồi cho anh hỏi là vậy em để điện thoại ở đâu mà hôm nay em phụ mẹ em để điện thoại ở đâu mà để người ta lấy mất? Thì em bán cơm cho mẹ thì em để cái bàn kế bên cách nhau khoảng chưa tới 2 mét đâu, 1 mét. 1 mét thôi hả? Dạ. Nửa mét mất rồi em ạ. Dạ. Nhưng 1 mét thì xa lắm rồi. Cũng tính em sơ hở. Ừ, trước giờ em có hay để như vậy thường xuyên không? Dạ, cũng có 1-2 lần tìm vòng vòng xóm không à. Ờ, sao những lần trước hàng xóm người ta lại không lấy của em à? Dạ. Kì vậy? Tại vì người quen hết trơn. À, quen hết trơn nhưng người ta chưa có đúng ý, chưa đúng đúng thời điểm. Gọi là chưa cái cơ hội người ta chưa có lấy được. Cái này là không phải là người ta đi ăn cắp chuyên nghiệp. Và đây là gọi là em tạo cơ hội cho người ta ăn cắp. Nha. Đúng lý nha, nếu đúng luật anh mà làm luật là phải xử lý em đầu tiên. Vì mình là tạo cơ hội người khác ăn cắp. Người ta là một người đàng hoàng. Đúng không? Nhưng người ta thấy ngon quá rồi, ai nhìn thấy tiền mà nhìn thấy của rơi mà không lượm đút túi, tạm thời đút túi đã tính. Khi là không phải là không nhặt được, không ai báo được của mình. Đúng không? Đây là cũng là một cái câu chuyện như vậy. Thì hôm nay các anh em hiệp sĩ Bình Dương đang tiếp rất nhiều khách. Các anh em thì cũng nghe những cái câu chuyện mà những cái phi vụ nóng này em báo thông tin đấy, là em bị một đối tượng gọi là đi một chiếc xe Honda Civic màu đỏ, đúng không? Và đang gọi là vào quán cơm của em ăn một hộp cơm và mua một hộp cơm đem về và lấy cái điện thoại của em, và gọi là trong điện thoại có rất nhiều tài sản quý giá. Vì vậy đã lên một chiếc xe màu đỏ 4 chỗ và bỏ chạy. Thì các anh em nghe thấy cuộc gọi như vậy là tức tốc và lên đường luôn. Thì mục đích chính là đi tìm thông tin cái đối tượng này đang ăn cắp chạy hướng nào, và mục đích chính là cũng mong muốn được lấy lại tài sản cho em, cũng là như bị hại khác. Thì các anh em này cũng dí theo rất nhiều tuyến đường, bởi vì đối tượng này phải nói là cũng rất khôn khéo, không chuyên nghiệp nhưng mà nói chung là khôn khéo, đúng không? Chạy nhiều hướng, đổi nhiều hướng, cuối cùng là về cái hướng vừa rồi thì mình xuống rồi, đúng không? Thì về đó thì cái vị trí ở đó là kết thúc, nhưng mà rất lấy làm tiếc là vô đó này. Cái câu chuyện nó là khác hoàn toàn. Cái nhân vật mà ăn cắp mà có hình ảnh các anh đang để tìm kiếm thì lại lúc trong nhà, nhưng mà cái vị trí điện thoại là ở đó. Thì cũng rất may mắn cho em, cũng như cho anh em đội hiệp sĩ Bình Dương ấy, là vô đó thì cũng trò chuyện và người ta cũng hiểu được, nói chung là không phải của mình. Mình cũng tạm thời là bỏ túi tham đi ăn hộp cơm có 20, nhưng muốn lấy cái điện thoại mấy chục cũ nên là không lấy được. Vì vậy người ta cũng đành lòng chấp nhận và người ta trả lại. Và người ta cũng xin gọi là anh em hiệp sĩ Bình Dương, và cũng như xin gia đình em bỏ qua cho người ta, thì người ta cũng lỡ lầm, đúng không? Nói chung là mình không nên dồn ai đến con đường cùng. Nhưng mà nếu như người ta ngoan cố thì các anh em sẽ mời công an giải quyết. Nhưng mà đây rất may mắn là người ta cũng nhận được cái lỗi sai của người ta, xin lỗi em rồi, đúng không? Người ta cũng trả lại điện thoại cho em. Hiện nay em nhận được tài sản chưa? Đâu điện thoại đâu anh xem nào. Ồ máy đẹp vậy hả? Dạ. Máy em sao em trang trí gì đẹp dữ vậy? Dạ, tại ốp lưng. Ốp lưng à? Ốp lưng này mua nhiêu tiền đẹp vậy? Ốp lưng mua có 1.000. Mấy chục mua cho anh mấy cái thì anh buôn đi. Đẹp dạ, quá. Để em mua cho anh. Em mất cái, nếu như mất cái điện thoại này thì em có tiếc không? Dạ tiếc, tại vì điện thoại thì mình nói chung là người ta nói là của đi thì mình làm lại mình kiếm được, nhưng mà đó là công sức của em bỏ ra mấy tháng trời. Nếu như hôm nay mà người ta nói người ta bán mất điện thoại em rồi, cũng tìm được nhưng người ta nói người ta bán rồi, người ta trả em một số tiền ngang ngửa với điện thoại, em có chịu không? Không chịu ha. Vì gọi là tiếc lắm ha. Thế mà hôm nay thì anh em cũng cố gắng hết sức ha, tìm được khi gặp được người ta nói chuyện như vậy có đầu có đuôi, vậy là mừng này ha. Em có điều nào em muốn cảm ơn anh em đội hiệp sĩ của thành Bình Dương, nói chung là cả buổi sáng này đi tìm không? Tại vì nhiều khi điện thoại nó cứ vị trí nó cứ chập chờn chờn, mấy anh cũng cố gắng bỏ ra công sức tiền giúp em. Cảm ơn mấy anh rất là nhiều. Em thấy không, quãng đường là rất xa, hàng mấy chục km chứ không phải 1-2 cây, đúng không? Trời thì nắng, đúng không? Mà chưa biết là đi tìm liệu được hay không, nhưng mà anh em cố gắng hết sức, mục đích chính là lấy tài sản cho em. Mày sợ trong tài sản trong cái điện thoại của em nó có tiền bạc, có tài khoản ngân hàng hoặc có nhiều cái dữ liệu khác quan trọng. Vì vậy đôi khi là tài sản này nó quan trọng hơn là tiền bạc, đúng không? Khi mà em nghe được cái câu chuyện mà người ta chia sẻ là người ta sẵn sàng người ta trả lại điện thoại và bỏ qua cho người ta, em nghe câu chuyện như vậy này em đã thở dài, đã mừng chưa? Em mừng. Nó có mừng không? Tại vì em nghĩ là anh đó sẽ kiểu
thời thôi. Ừ, đúng rồi. Em thấy nhà gia đình người ta đúng không? Là giàu, rất giàu có, không phải là một gia đình nghèo. Đây là một câu chuyện có thật ha. Bởi vì không phải một mình anh em hiệp sĩ Bình Dương đi nói bậy, mà đây là gia đình em kiểm chứng, là gia đình người ta có xe hơi, đúng không? Có nhà cao cửa rộng, có công việc thậm chí rất ngon, rất tốt. Chạy xe hơi đi mấy chục cây số đi ăn cơm thì người ta đâu phải đi lấy điện thoại đâu, đúng không? Thì mình phải hiểu là người ta cũng chịu chơi, người ta có tiền, đúng không? Vậy mình phải thừa nhận như vậy. Nhưng mà đây là người ta chỉ là tham nhất thời thôi. Hy vọng ở đây cũng là một cái bài học cho tất cả các anh, các chị, các cô, các chú khác. Nếu mình có đi ăn, đi uống ở đâu đó mà nhìn thấy tài sản của người ta thì coi như mình nhắm mắt lại. Mình đừng có mở mắt to ra, cứ tưởng là của mình thì mình lấy không được. Bởi vì lấy không được là mang tiếng. Hôm nay cũng rất may mắn là bên em gái này cũng rộng lòng tha thứ. Và anh em hiệp sĩ Bình Dương nói chung là không ép ai đến con đường cùng. Với điều kiện là người ta phải biết quay đầu lại bờ nhá. Mình không nên dồn người ta quá, dồn người quá tội nghiệp người ta nhá. Đây cũng là cái sai cho mình thôi. Mình tại sao mà người ta ăn cắp của mình vẫn là sai. Nhưng mà vì lý do là lẽ em đút túi thì người ta ăn cướp của em là nó là hành vi khác. Nhưng đây em để trên bàn em cũng mắc công chuyện. Người ta thấy như vậy thì người ta thấy ngon ăn quá rồi. Cái điện thoại của em đẹp quá này, anh chưa biết bao giờ anh mua được cái điện thoại giống của em luôn á. Thiệt đó. Em cũng không nghĩ là em sẽ mua được cái điện thoại này. Ừ, đúng rồi. Đó, em có rồi em mất, em còn chưa dám chắc mua được. Thế nên anh cũng mơ ước của anh cũng như mơ ước của nhiều người. Thế nên hy vọng là mơ ước của nhiều người lại mà nhìn thấy tài sản như này cũng đừng có gọi là nhắm mắt xuôi tay mà lấy của người khác. Rồi vậy là ok này ha. Em còn trò chuyện thì nó còn muốn nói chuyện thì muốn chia sẻ cho các bạn trẻ, các cô, các chú tránh tình trạng mà mình mãi công việc á. Rất nhiều bạn trẻ hiện nay anh thấy đăng trên mạng xã hội rất nhiều. Nhiều người vào lựa giả bộ mua hàng á. Người ta thấy tài sản của mình, người ta là giả bộ là mua, người ta chỉ Alosho mà. Cho mình hoảng loạn, mình gói hàng, mình sắp hàng cho người ta lấy tài sản mình luôn à. Đó em chia sẻ đi cho mọi người đỡ mất trộm mất cắp đi em. Xíu tài sản của mình lúc nào nó cũng có gọi là tài sản vô giá, nhưng mà nhiều khi người ta sẽ lòng tham nhất thời, nên là mình phải cố gắng giữ gìn. Anh cũng cảm ơn cái cuộc chia sẻ của em cũng như toàn thể gia đình mình hôm nay 4 người ha, và anh em hiệp sĩ ở Bình Dương hôm nay cũng mười mấy người dí theo cơ đó, chạy xe tùm lum tà la cả, chạy dầm đường dầm phố cả, ai cũng đi nhìn ngó cứ tưởng là một đối tượng ăn cướp nguy hiểm. Các anh em cũng ra nhìn cái biển số xe mà đi tìm, nhưng mà thực sự là bây giờ xe về trong nhà nó không chạy ngoài đường nên không có tìm được, đúng không? Xe thì em báo là nó đang chạy về hướng quốc lộ 13, nhưng thực sự là bây giờ xe nó chạy về trong nhà nó rồi. Thế là bây giờ cứ đi tìm quốc lộ là thất bại. Nhưng anh em nên đoán, phán đoán là tình huống và có thể là nhận định được những cái tình huống có thể đây là không phải trộm chuyên nghiệp. Nếu là trộm chuyên nghiệp thì chúng sẽ xử lý hành xử một cách khác nhau, nhưng đây là không chuyên nghiệp. Nhưng mà thôi thì cũng đây cũng là một cái bài học cho em cũng như là cho nhiều người khác. Hy vọng là mình có tài sản mình hãy cố gắng giữ lại, bởi tài sản của mình phải nói là kiếm được đã khó rồi, nhưng giữ được nó là đó là một điều vô cùng khó. Nhân cái cơ hội này thì cũng đội hiệp sĩ Bình Dương cũng cảnh báo cho thanh niên đó, mình lần sau có đi ăn cơm hoặc đi ăn uống đâu đó nhìn thấy tài sản của người ta, không những điện thoại mà có thể tài sản cao nhiều giá trị hơn, mình cũng đừng lấy của người ta. Bởi vì mồ hôi xương máu của người ta bỏ ra công bỏ sức đúng không, làm phải nói vô cùng khó khăn, là mình chốt một cái một là mình lấy của người ta, đó là những hành vi phải nói vô cùng rất xấu. Mà lai mai mà nếu mà công bố trên cộng đồng mạng thì phải nói là câu chuyện đó là lai mai không dám đi đâu nữa, đúng không? Nếu hôm nay mà anh em hiệp sĩ Bình Dương ấy mà không nhân nhượng thì nếu công bố cái video mà cái khúc mà đăng hình ảnh mặt của người ta lên thì lai mai này thanh niên này không dám ra ngoài ăn cơm, đúng không? Thậm chí là bà con hàng xóm mà không dám nhìn. Đó, đây là một cái bài học cho tất cả nhiều người khác nếu có ý định có lòng tham nhá. Thì thôi thì hôm nay thì anh em ở đây cũng mục đích chính là giúp em.